Cơ sở sản xuất chương trình robot mõ tiến di, hôm nay cơ sở chúng con chuẩn bị bàn giao một chiếc mõ tụ kinh cho thầy Thanh Dương ở Thái Bình ạ. Thì trước kia thì cơ sở chúng con cũng bán cho thầy rất là nhiều và được sự tin tưởng và ưng ý về các sản phẩm của bên cơ sở tiến di. Vì chúng con là chuyên sản xuất chuông mõ và khí pháp đình chùa như chuông trống, hàng chất lượng không ạ, nên các quý thầy ở phương xa mà tin tưởng thì cứ yên tâm và cứ sử dụng ạ. Thì chất liệu của bên cơ sở chúng con thì sản xuất mó bằng gỗ mít ạ, bằng gỗ tự nhiên, nên khi tụi con phun lên thì đến là phun bóng thôi, còn vân cây như thế nào thì viên xi như vậy, và tiếng thì sẽ không bị trở tiếng ạ. Thì trước khi cơ sở chúng con bàn giao và gửi về đóng gói gửi về cho thầy thì cơ sở chúng con cũng test tiếng âm thanh để cho quý thầy quý cô và quý Phật tử ở phương xa có thể tham khảo thêm về các sản phẩm của bên cơ sở chúng con ạ. Vui lòng xin nghe qua tai nghe hoặc loa âm ly, độ chính xác sẽ được 60-70% ạ. Loa trực tiếp của điện thoại thì độ chính xác sẽ chỉ được 40-50% thôi ạ. So với thực tế ở ngoài thì cơ sở chúng con cam kết tiếng mó rất là ấm và ngân vang hơn rất là nhiều ạ. Thầy cái cô mà có nhu cầu sắm sửa chuông chuông mó hoặc là chuông trống bát nhá, khi pháp đình chùa thì cũng xin liên hệ bên cơ sở tiến di chúng con qua số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng, hoặc có thể truy cập vào website daihongchung.com.vn để biết thêm chi tiết về các sản phẩm của bên cơ sở chúng con sản xuất ạ. Đây là chiếc trống bằng mó gốm bít nguyên khối ạ. Kích thước đường kính gọi là 7 tay là mình đo xung quanh vòng tròn ha, và đường kính từ lỗ bên này sang lỗ bên này là 40 cm, và chiều ngược lại từ điểm này sang đến điểm này là khoảng 45-46 cm ạ. Bên cơ sở chúng con là review thực tế tất cả các sản phẩm của bên cơ sở chúng con ạ. Cơ sở chúng con xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ.